mức độ giao dịch ở ngoài đó đang rất là kinh khủng anh chị. Nhiều cái người có nhu cầu bán trước đây thì bây giờ họ quay xe, mặc dù là họ tăng thêm vài trăm triệu nhưng họ vẫn quay xe, họ không bán nữa, bởi vì giá bất động sản tăng vùng vụt sau luật đất đai mới 2024 được thực thi, và Bộ Xây dựng là điểm mặt bốn cái lý do chính. Và còn có lý do nào ngoài bốn cái lý do này hay không? Xin chào tất cả các anh chị đến với kênh Hiệp Bất Động Sản, và đừng quên Hiệp có bán bất động sản và Hiệp cũng có đào tạo cho những nhà đầu tư hoặc môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Trong video ngày hôm nay, Hiệp lại tiếp tục chia sẻ với tất cả anh chị là bốn cái lý do khiến cho bất động sản mà sau khi áp dụng luật đất đai, luật nhà ở vân vân các cái luật vừa rồi, cuối cùng là giá nó lại đẩy lên rất cao, mà nó khiến cho nhiều người dân lại càng khó tiếp cận. Ngày xưa nó đã khó rồi thì bây giờ nó khó gấp đôi gấp ba lần. Và không chỉ là người dân chưa có tài sản mà cả những người dân có tài sản rồi mà bây giờ muốn chuyển thổ cư, muốn chuyển lên để mình xây dựng một cách nó hợp lệ, thì đó cũng là một cái phần cực kỳ khó khăn luôn. Vậy đâu là những cái lý do chính, và chúng ta ngoài việc xem xét những lý do này nó ảnh hưởng đối với chúng ta như thế nào này, rồi chúng ta hiểu được những cái nguyên nhân này thì chúng ta sẽ nắm giữ tài sản hoặc là tham gia vào hoặc là bán đi nó như thế nào để ra quyết định nó hợp lý. Bởi vì tất cả những quyết định của anh chị nó đều phụ thuộc vào thông tin. Khi anh chị có thông tin đúng, có cách phân tích đúng, khai thác thông tin đúng đó anh chị, thì mình sẽ ra cái sách lược đúng, và từ những cái điều đúng này thì tỷ lệ anh chị đúng trong cái quyết định anh chị cao lắm. Thì chúng ta hãy cùng phân tích trong cái video này nha. Hiệp sẽ dẫn theo cái chia sẻ của Bộ Xây dựng luôn, có căn cứ. Nhiều người bây giờ soi quá đúng không anh chị? Thôi chúng ta hãy cùng đi vào nội dung chính ngày hôm nay. Là theo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của quý 3 của Bộ Xây dựng thì giá bất động sản một số địa phương vẫn có xu hướng tăng. Có xu hướng gì nó tăng thật, có xu hướng gì nữa đúng không? Xu hướng là nó chưa tăng thôi, bây giờ nó đã đang hiện hữu rồi. Đặc biệt là một số cái đô thị lớn thì hiện tượng bất động sản tăng giá có tính cục bộ. Cái này Hiệp thấy là có vẻ như đến đây là nó cũng chưa được rõ ràng lắm, bởi vì có một số khu vực anh chị nó tăng đồng đều luôn. Riêng ở Hà Nội anh chị thấy không, gần như tất cả các phân khúc từ nhà phố nè, những cái nhà diện tích nhỏ nè, cho tới là trong nội thành, cho tới ngoại thành, cả khu vực xung quanh và thậm chí các tỉnh lân cận đều tăng. Vậy nó có được hiểu là cục bộ chưa anh chị? Nếu đó là cục bộ thì cục bộ này cũng hơi bị lớn, hơi bị rộng, và cái tốc độ mà giao dịch ở những cái khu vực này rất lớn. Hiệp mấy ngày nay có trao đổi trực tiếp liên tục với các anh em làm ở khu vực miền Bắc thì mới thấy là cái mức độ giao dịch ở ngoài đó đang rất là kinh khủng anh chị. Và đặc biệt là những cái phân khúc, ví dụ như là ở trong nội đô thì những cái phân khúc mà nó tiếp cận được đa số của người dân á thì nó đang được rất là tích cực anh chị. Và thậm chí nhiều cái người có nhu cầu bán trước đây thì bây giờ họ quay xe, mặc dù là họ tăng thêm vài trăm triệu nhưng họ vẫn quay xe, họ không bán nữa, bởi vì họ bán xong thì họ không biết mua chỗ khác nó tốt hơn, nhưng cuối cùng họ ra quyết định là ngừng bán hoặc là giá nó lại tiếp tục tăng. Đó là một cái phần anh chị, nó tăng từng ngày luôn, kinh khủng thật. Cái thứ hai nữa là bộ này phân tích và nhận định nhiều nguyên nhân tác động đến giá bất động sản nhà ở. Ở đây có một số nguyên nhân cơ bản, và Hiệp và anh chị hãy cùng phân tích cái nguyên nhân này xem nó tác động đối với chúng ta như thế nào nha. Thứ nhất là giá bán bất động sản tăng một phần do biến động tăng đối với chi phí liên quan đất đai cũng như các tác động khi áp dụng phương pháp tính bảng giá đất mới. Rồi, bảng giá đất mới là nguyên nhân đầu tiên khiến giá bất động sản nó tăng. Vậy thì cái kỳ vọng của rất là nhiều người là bảng giá đất mới thực thi luật mới sẽ khiến thị trường bất động sản ém xuống, bình ổn, giá rẻ, đại đa số người dân tiếp cận được, nhưng bây giờ lại vỡ mộng rồi anh chị. Bản thân Hiệp cũng không mong muốn cái điều này nó xảy ra, vì mong hay không mong thực tế cũng chẳng làm gì được. Nhưng thực tiễn thì vì cái bảng giá mới nó sinh ra nó cao quá khiến cho giá bất động sản nó tăng. Đây là một cái mà nó đi ngược lại kỳ vọng nha anh chị nhé, đi ngược kỳ vọng với rất là nhiều bà con. Đặc biệt tại một số địa phương khu vực có hiện tượng đấu giá quyền sử dụng đất khiến kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm, thì không có liên quan đến cái việc là thổi giá ở trong cái nhóm đầu bảng này, cái nhóm yếu tố đầu bảng này, nhưng mà chúng ta thấy là đấu giá nó đưa ra giá khởi điểm thấp nhưng mà cái phần trúng đấu giá cao gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần là chuyện rất là bình thường anh chị. Nó rất là bình thường, bây giờ nó không còn lạ. Ngày xưa nó chỉ nhỉnh hơn một xíu thôi, thì bây giờ vì cái sự khắc nghiệt của thị trường, họ sẵn sàng chi tiền nhiều hơn cho cái phần này. Và mọi người hiểu rồi,
tính theo cái phương pháp giá mới, cái phương pháp mà thu thập cái dữ liệu, thì có một phần là nó phụ thuộc vào đấu giá. Đây là cái dữ liệu mà được gọi là có vẻ như đáng tin cậy nhất. Khi đấu giá thành công và thực hiện nghĩa vụ tài chính rồi thì cái giá này sẽ được vào tính cái giá mặt bằng chung của khu vực đó, tỷ lệ đó rất cao, cho nên khiến cho giá bất động sản nó nổi lên theo anh chị nhé. Việc quản lý và thực hiện các quyền đấu giá ở một số khu vực địa phương vẫn chưa tốt, dẫn tới hiện tượng nhiều nhà đầu tư thành lập hội nhóm tham gia đấu giá, những người này trả giá cao gấp nhiều lần rồi bỏ cọc khi chúng đấu giá nhằm mục đích thiết lập mặt bằng mới. Thì đây là cái phần thổi giá thì đã được kiểm soát rồi, nhưng mà cũng quay lại câu chuyện là được thiết lập theo cái giá thị trường khi là đã hoàn thành cái việc đấu giá rồi nha anh chị, đã đóng tiền đầy đủ rồi, có thực hiện thật thì mới được tính. Còn cái phần họ ảo thì mình phải hết sức là cân nhắc. Mình chỉ cần theo dõi các trang mạng xã hội, theo dõi những người đưa tin, những người phân tích quay phân tích mà họ theo hướng nó tổng quan, thì anh chị sẽ theo dõi là biết ngay thôi nha, không có gì khó cả. Rồi Hiệp sẽ đi qua cái nguyên nhân thứ hai luôn. Nguyên nhân thứ hai là do hiện tượng tạo giá ảo, thổi giá của giới đầu cơ và đầu tư. Các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản lợi dụng sự thiếu hiểu biết đầu tư theo tâm lý đám đông để mà trục lợi. Thì cái phần này lúc nào cũng có anh chị ạ, luôn luôn có trong thị trường, có cái này thì có cái kia, có đen thì có trắng. Vậy thì sẽ có người làm tốt, có người làm không tốt. Và nếu mà cái sự hợp tác giữa những người mà sở hữu tài sản, tức là những người chủ bất động sản cộng với lại một cái hội nhóm nào đó có thể đẩy giá lên, thì cái điều này cực kỳ quan trọng. Thì tại sao mà vẫn rất nhiều người dính? Bởi vì ở đây nè, báo nó viết luôn nè anh chị, là đối với những người chưa cái thực sự hiểu biết đầu tư theo tâm lý đám đông, vậy thì cảm xúc mình tăng thì lý trí của mình giảm. Thứ hai nữa là mình chưa có hiểu biết về bất động sản, thấy mọi người rủ rê, thấy mọi người thắng trong bất động sản thì mình đi theo mà không có cái công cụ. Ví dụ anh chị có cái công cụ về thiết lập bản đồ giá, anh chị có cái công cụ để xác định cái thị trường mục tiêu, thì làm sao mà những cái đối tượng này trục lợi anh chị từ cái việc này. Và tất cả những điều đó đều có phần cực kỳ chi tiết, chia sẻ từng bước một ở trong khóa Bậc Thầy Đầu Tư Bất Động Sản Thực Chiến. Nhưng mà có một điều chẳng may là nhiều người bị trục lợi bởi yếu tố này. Một yếu tố mà Hiệp đánh giá nó quá đơn giản đi nhưng vẫn bị dính. Mà khi dính vào anh chị rất lâu vào bờ. Dính một cái là anh chị mất tiền tỷ, chứ bây giờ mất tiền trăm nó ít lắm anh chị. Một cái nền nó họ bán vài tỷ không, chứ đâu có bán một vài trăm nữa. Cho nên là mình đụng vô một cái, mình sai lầm một cái là mất tiền tỷ. Cái phần mà nếu có thể ha, có thể mình gia tăng thêm kinh nghiệm, gia tăng thêm công cụ và kiến thức cho anh chị, và đặc biệt có thể tham gia khóa Bậc Thầy Đầu Tư Bất Động Sản Thực Chiến, các vấn đề này sẽ được giải quyết, anh chị sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng này nữa. Rồi chúng ta hãy đi qua cái yếu tố thứ ba luôn đi. Ở đây mà Bộ Xây Dựng nói đến là tùm lum hết, yếu kém về đạo đức kinh doanh, là làm ăn chụp giật vân vân các kiểu, thì bây giờ họ còn lợi dụng được cả cái phần đấu giá để họ còn trục lợi, họ tạo giá ảo cả một khu vực. Thì bây giờ mà đi tuyên truyền cái này thì chỉ những người đọc báo thôi, còn những người kia họ không đọc báo đâu. Cho nên là cách tốt nhất, đừng chờ Bộ Xây Dựng, đừng chờ ai can thiệp, mà hãy thay đổi chính bản thân mình trước anh chị. Mình phải bảo vệ bản thân mình trước, chứ chờ người ta bảo vệ rồi người ta không bảo vệ kịp. Bây giờ ở đây báo nó viết như thế chứ đâu có một cái chế tài rõ ràng nào đâu. Mà làm sao nhiều khi cái việc thổi giá đó anh chị, đâu có nhất thiết là phải tham gia vào cái cuộc đấu giá đâu. Nó rất là nhiều điều để có thể thao túng của anh chị ha. Và đặc biệt những người hay xem kênh của Hiệp sẽ thấy rồi, rất nhiều cái lô đất người ta đang bán cái giá 2 tỷ mấy, 3 tỷ, và những cái bạn môi giới tầm bậy, Hiệp nói thẳng luôn, môi giới tầm bậy rao bán mới có 200 mấy 300 triệu, có 1 phần 10 giá thôi, mà rất nhiều người vẫn tưởng đó là có thật. Thì sao không quét cái hiện tượng đó trước đi, quét đi cái hiện tượng đó trước đi, bởi vì nó không thể xảy ra và nó gây mất niềm tin cho người dân. Và đặc biệt khi lên mạng xã hội không biết đúng biết sai, không biết cái gì cả, và rõ ràng một cái điều nó thực sự thật hiển nhiên như vậy, thứ nhất là vẫn có nhiều người tin, thứ hai mà Hiệp không thấy cái sự can thiệp đúng mức vào, đó là một cái mà cần làm đó. Cho nên đừng có chờ người khác bảo vệ anh chị, mình bảo vệ mình trước đi. Rồi thôi, bây giờ chúng ta qua cái nhóm yếu tố thứ ba đó là gì nha. Cái nhóm yếu tố thứ ba là nguyên nhân giá bất động sản tăng còn thiếu nguồn cung nhà để ở đáp ứng nhu cầu đại bộ phận người dân. Ôi, nói đến cái này đau đầu, nó khó lắm anh chị. Thứ nhất là các cái chính sách cho nhà ở xã hội nó khắt khe, cho nên các cái doanh nghiệp họ triển khai nó sẽ bị chậm. Cái nhóm thứ hai nữa, ngoài cái việc khắt khe đó anh chị, thì các cái vị trí dành cho nó cũng thực sự là có nhiều cái bất ổn. Người dân họ sống ở đây mà cái nhà ở xa tít xa tắp ở đâu đó thì mua chỉ có lợi dụng được cái chính sách là giá rẻ thôi. Cái thứ ba là vẫn có hiện tượng trục lợi. Thật sự mà nói, công bằng mà nói, vẫn có hiện tượng trục lợi
để lấy cái lợi ích từ những cái nhóm hiệp gọi thẳng là nhóm đối tượng không đạt tiêu chuẩn nhưng mà họ vẫn đạt cái nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp. Mà anh chị để ý thử coi, đi qua những cái khu vực này toàn là ô tô, thậm chí ô tô đời cao, ô tô xịn, cái giá của chiếc ô tô đôi lúc bằng thậm chí là hơn cái căn hộ họ đang ở luôn. Thì ở đâu ra anh chị, ở đâu ra? Cho nên mình phải nhìn nhận là yếu tố thứ ba là như vậy. Yếu tố thứ tư là yếu tố cực kỳ quan trọng. Doanh nghiệp, họ đã làm doanh nghiệp thì họ phải tập trung vào cái lợi nhuận của doanh nghiệp anh chị. Họ fail thì nhân viên cũng fail, gia đình họ cũng fail, mọi người fail luôn. Cho nên họ phải tối ưu hóa lợi nhuận. Vậy thì cứ yêu cầu doanh nghiệp là làm với cái tài sản giá rẻ bán ra cho người dân. Rồi khi doanh nghiệp họ sập, ai cứu cho họ? Cho nên họ phải tự cứu họ trước. Họ phải tối ưu hóa cái chi phí và lợi nhuận của họ. Cho nên họ sẽ không xây những cái phân khúc giá rẻ đâu anh chị. Trừ trường hợp có những cái chính sách và yêu cầu bắt buộc thì họ mới làm, còn không bắt buộc thì họ sẽ chọn những cái phân khúc làm sao mà tối ưu hóa. Vì doanh nghiệp mà làm sao mà nghĩ đến cái chuyện mà họ là một doanh nghiệp kinh doanh, họ không phải là một cái doanh nghiệp đi làm từ thiện. Nó cái nào nó ra cái đó rõ ràng, chứ mình phải công nhận cái điều này đang diễn ra trong thực tế. Các doanh nghiệp đều phải tìm cách tối ưu, cho nên mình mong mà doanh nghiệp họ làm rẻ cho mình, chắc cái đó cũng cực kỳ khó. Cho nguồn cung ra ngoài xã hội nó phụ thuộc vào chính sách, nó phụ thuộc vào các cái điều kiện ưu đãi cho các cái doanh nghiệp. Vậy thì các cái điều kiện chính sách ưu đãi này nó chưa có thông thoáng, nó chưa thấm vào trong nền kinh tế, nó chưa thấm vào trong cái hành động, thì nó sẽ tạo ra rất là ít. Và đến cái thời điểm này anh chị em thấy là cái phần chung cư nó vẫn đang rất là tăng giá. Vậy vì cái nguồn cung nó bị khan hiếm quá, không có chung cư mà cái tốc độ tăng giá một cách khủng khiếp, tăng gần như gấp đôi trong vòng một năm, ở đâu mà ra? Thiếu nguồn cung một cách trầm trọng, và người dân đang bị tâm lý đang chèn ép, và họ chấp nhận họ mua với cái giá đó mà đôi lúc chưa chắc đâu nha. Bởi vì sắp tới có thể là cái nguồn cung nó sẽ tăng cao, vì chung cư nó dễ làm hơn, các cái dự án kiểu đó nó dễ làm hơn, nên nguồn cung nó sẽ khá là cao. Anh chị cũng phải nên thận trọng cái yếu tố đây. Rồi Hiệp sẽ đi qua yếu tố thứ tư luôn, tức là các yếu tố biến động trong nền kinh tế trong thời gian qua liên quan đến thị trường chứng khoán, trái phiếu vàng đã tác động đến tâm lý của người dân, nhà đầu tư, dẫn đến xu hướng dịch chuyển dòng tiền sang đầu tư nhà đất để làm nơi trú ẩn an toàn và tạo cái nguồn tích lũy và cái nguồn đầu tư nó hiệu quả. Thì nếu mà cái yếu tố này Bộ Xây dựng không đưa ra mà Hiệp đưa ra, đôi khi lại nhận được những cái phản hồi trái chiều là ông này ông bán bất động sản chứ nói mọi người đừng có đầu tư các cái lĩnh vực khác. Nhưng thực tế chúng ta thấy là Bộ Xây dựng vẫn đưa ra những cái nhận định y chang như những cái video, những cái livestream trước của Hiệp, đúng không ạ? Bởi vì các cái yếu tố kia nó bấp bênh quá, nó bấp bênh quá, vàng lại tiếp tục đạt đỉnh rồi anh chị, vàng nhẫn và vàng miếng xem giá nhau rồi lại tiếp tục đạt đỉnh. Thì trong một cái video hoặc cái live khác Hiệp sẽ phân tích là tại sao giá vàng nó lại thay đổi, có sự biến động lớn như vậy và nó tác động như thế nào đối với chúng ta, đồng đô la nó có ảnh hưởng gì ở trong quá trình này và cái tình hình chung, bối cảnh chung. Anh chị hãy đón xem cái video này nha, hoặc là cái livestream này nha. Thì ở đây chúng ta thấy là bốn cái yếu tố này nó ảnh hưởng rất là lớn, nhưng mà có còn nhiều cái yếu tố khác. Hiệp ví dụ nhé, có một yếu tố là cái áp lực của người dân. Qua 2 năm rồi, cái người mà có tiền gửi trong ngân hàng anh chị phải chịu một cái áp lực về mặt tâm lý. Ai đó mà có rất nhiều tiền gửi trong ngân hàng sẽ hiểu được cái cảm giác này, tức là vài phần trăm ở trong ngân hàng như mỗi năm nó không thỏa mãn được cái nhu cầu đầu tư, cái nhu cầu tăng lợi nhuận. Đây là một cái nhu cầu chính đáng anh chị, không có liên quan đến lòng tham, ai cũng sẽ tham thôi, mà đây là cái nhu cầu rất là chính đáng. Thì vài phần trăm trong ngân hàng mỗi năm nó không đáp ứng được cái nhu cầu, cho nên bằng cái cách nào đó luôn có một cái áp lực là phải lấy cái tiền này dịch chuyển qua một cái khoản đầu tư nó hiệu quả hơn, nó an toàn hơn. Và áp lực này tính ra vài năm rồi, cho nên là cái xu hướng của nhà đầu tư là muốn đi dịch chuyển qua một cái dòng đầu tư khác nó hiệu quả. Và đặc biệt là khi luật đất đai mới 2024 được thông qua được vài tháng này rồi, mọi cái chính sách của nó bắt đầu thấm vào trong nền kinh tế rồi anh chị, nó đâu rõ ràng minh bạch dần rồi, thì mọi người sẽ nhìn thấy cái con đường phía trước, nhìn thấy tương lai phía trước nó như thế nào để ra phương án hoạch định. Thì đó cũng là một cái yếu tố khiến cho cái thị trường nó sẽ quay lại, và cũng là một cái lý do giải thích là rất nhiều cái người bán tài sản họ quay xe hoặc là tăng giá, họ tăng giá hoặc là họ ngưng, họ không bán nữa. Thì đó là một cái lý do, nhưng mà không phải tất cả mọi người, tất cả các khu vực đều diễn ra cái chuyện này nha. Cho nên khi anh chị mà đi muốn mua tài sản thì hãy có những cái phương pháp mua làm sao cho nó hiệu quả, thiết lập bản đồ giá, chân dung bất động sản, vân vân, mọi thứ để mình, và đặc biệt là bậc thầy đàm phán, cái phương pháp đàm phán diễn ra cái giao dịch làm sao thuận lợi nhất, nó hiệu quả nhất, thì đó là cũng là một nghệ thuật. Chứ không phải là người ta báo giá cái mình vô mình mua, nhiều lúc người ta tăng giá hoặc người ta không chịu bán nữa, thì làm anh chị mất cái cơ hội đi.
mất cái cơ hội, họ mất thời gian công sức của mình nhiều lắm. Còn đối với anh chị bán thì mình nên hoạch định, bởi vì bây giờ mình bán giá cao thì có thể mình mua lại tài sản giá cao. Mình bán giá cao nhưng mà mình giải quyết một vấn đề nào đó nó còn dư tiền ra mà anh chị không xoay chuyển qua cái khoản đầu tư khác, hoặc là tối ưu cái nguồn tiền còn lại, anh chị sẽ bị gọi là nó bị rơi dần, nó mất giá trị dần, hoặc là nó bị rơi rụng bớt đó anh chị, người này người kia cắt xén bớt. Thì đó là một cái mà Hiệp chia sẻ trong thực tiễn, nhiều người bị như vậy lắm. Cho nên thông qua cái video này, Hiệp mong muốn là anh chị có nhiều cái tư duy, nhiều phương pháp, nhiều góc nhìn để mình đánh giá được những cái tác động trong khoảng thời gian sắp tới, nó tác động đối với cái nhu cầu của mình như thế nào để ra quyết định nó hiệu quả. Và nếu đây là lần đầu tiên anh chị xem kênh của Hiệp, nhớ bấm nút đăng ký và bấm luôn nút chuông bên cạnh để là người đầu tiên nhận được thông báo mỗi khi Hiệp post video lên. Anh chị là người đầu tiên nhận được những thông báo video như thế này. Và còn những cái lý do nào khác theo anh chị nó ảnh hưởng đến cái việc tăng giá của bất động sản thì nhớ để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận. Hiệp và các khán giả của Hiệp sẽ đón đọc cái góp ý, những cái phân tích của anh chị ở trong phần bình luận nhé. Và trước khi kết thúc video, Hiệp xin chúc tất cả khán giả của Hiệp thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công. Cảm ơn anh chị đã xem và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.